Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 5 tháng 9 là ngày đẹp khai giảng các thứ, thì Nguyễn Hiếu xin gửi tới quý vị và các bạn một lời chúc sức khỏe và một đầu tuần làm việc rất là hiệu quả. Và hôm nay cũng như thường lệ xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ vai bò. Vâng, ngay trước mắt quý vị và các bạn đây là một chiếc đồng hồ vai bò đến từ thương hiệu Anker của Đức. Mặt số là mã lộ. Vâng, này có vẻ như là trắng men. Các bác có thể nhìn thấy thương hiệu Anker. Theo như dự đoán thì đây là một chiếc được sản xuất năm 1950. Và có một cái hình thức vỏ bóng pia lô rất là đẹp. Và vết dạn màu thời gian. Vẫn còn có một số cái giấy và sản phẩm. Máy rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy máy rất đẹp. Máy chạy sợi tóc dòng đứng. Nên là dễ chơi, dễ kê. Năm gông năm búa rất là thánh thót, các bác nghe tiếng búa rất là thánh thót. Tiếng chuông rất là hay. Và đây có hai bộ khóa gông. Đây là khóa chuông đêm, bác có thể khóa lại. Đây là khóa gông khi vận chuyển. Rất là đẹp. Vâng, xin mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386 211 200 để sở hữu một chiếc vai bò đến từ Đức và có đôi viền như cánh chim bay. Đây là viền kim loại rất là đẹp. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Ngoài ra em còn rất nhiều là đồng hồ, bác nào mà cần chi tiết cái nào thì cứ inbox em. Xin chân thành cảm ơn.